Và trước đây thì tình trạng da mụn của em rất là nặng và bùng phát từ năm lớp 7. Sau đó thì em đã tìm rất nhiều những phương pháp trị mụn tại nhà và tình trạng mụn thì càng ngày càng nặng hơn và không thấy là giảm đi. Sau đó thì chị gái em đã thấy được là em rất là tự ti và nhiều lúc em không dám nhìn vào gương tại vì tình trạng da rất là nặng. Và sau đó thì chị em đã tìm thấy phòng khám da liễu Thiên Trường ở trên mạng, tại vì phòng khám cũng đã được lên VTV, được rất nhiều sự uy tín và em cũng có thể là đặt niềm tin vào. Đầu tiên, cảm nhận đầu tiên của em khi đến thấy rất là bối rối. Nhưng mà sau khi được bác sĩ tư vấn cũng như là gặp được các chị nhân viên rất là nhiệt tình và thân thiện thì em cũng thấy thoải mái, yên tâm hơn. Đến hiện tại thì em đã điều trị 6 buổi rồi. Em thấy tình trạng da mụn của em thì đã giảm được tầm hơn 70% đến 80%, còn lại chỉ là thâm thôi, và em thấy mình đã tự tin hơn rất là nhiều. Và chắc chắn là em sẽ tiếp tục điều trị ở phòng khám để có thể là giúp cho da có thể cải thiện được tốt nhất, trở nên tốt hơn và trở nên ưa nhìn hơn. Mọi thông tin chi tiết liên hệ hotline 0228 367317, địa chỉ 660 đường Điện Biên, Nam Định.